Giao tranh diễn ra ác liệt ở phía đông và nam Ukraine, nơi các lực lượng Nga nắm giữ nhiều vùng lãnh thổ. Xe bọc thép và xe tăng của Ukraine được nhìn thấy chạy qua Chasovia ở phía đông Donetsk hôm 12 tháng 4. Thành phố này hiện vẫn nằm trong sự kiểm soát của quân đội Ukraine. Tuy nhiên, cách đó chưa đầy 15 km, tại thành phố Bakhmut, giao tranh vẫn đang diễn ra ác liệt. Nga và Ukraine tranh cãi gay gắt về việc lực lượng Moscow kiểm soát bao nhiêu phần ở thành phố Bakhmut, nơi là tâm điểm giao tranh trong nhiều tháng qua. Quân đội Ukraine cho biết họ kiểm soát hơn 20% thành phố, đồng thời nhấn mạnh tuyên bố của lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin cho rằng lực lượng của ông đã chiếm hơn 80% Bakhmut là không đúng sự thật. Tại một địa điểm không được tiết lộ ở Donetsk, một nhóm binh lính Ukraine đã tổ chức các cuộc diễn tập, trau dồi kỹ năng dùng súng bắn tỉa. Một số sử dụng súng trường do các nước phương Tây cung cấp. Lính bắn tỉa Sergei cho biết tình hình ở nơi đơn vị của anh đóng quân đang rất khắc nghiệt. Ukraine dự kiến sẽ tiến hành một cuộc phản công để giành lại các vùng lãnh thổ ở phía Nam và phía Đông trong vài tuần hoặc vài tháng tới. Tuy nhiên, binh lính Ukraine ở khu vực phía Đông cho biết điều kiện thời tiết khiến các cuộc phản công bị trì hoãn. Tôi nghĩ cuộc phản công sẽ sớm xảy ra, có thể là vào tháng tới. Nhưng giờ thì tôi cho rằng chúng tôi sẽ chưa thể tiến hành vì mùn đất và lầy lội, các phương tiện của chúng tôi không thể di chuyển được. Một lý do khác là khi cây cối mọc lá trở lại, chúng tôi mới có thể ẩn náu và dễ dàng đến gần đối phương hơn mà không bị phát hiện. Tôi hy vọng chúng tôi có thể tiến quân trong tháng tới hoặc có thể lâu hơn một chút. Видно не так здалеку, то ти можеш підкластися поближче і потім вже нападати на супротивника.